Rồi, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 28 tháng 10 năm 2022. Mình đang có mặt tại Hồ Tuyền Lâm đó quý vị ha. Đối diện bên kia là khu resort Terracotta. Đó, Hồ Tuyền Lâm sáng nay rất là đẹp luôn. Hôm qua và hôm kia thì Đà Lạt có mưa rả rích, trời ẩm u và trời lạnh nữa. Nhưng mà sáng nay quý vị có thể thấy là thời tiết rất là đẹp, trời nắng trong xanh. Tuy có hơi gió một chút, hơi lạnh một chút quý vị, nhưng mà cũng rất là đẹp ha. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi vào cung đèo Sắc Com nữa quý vị ha. Vào đèo Sắc Com mùa này cũng rất là đẹp luôn. Ngoài này là con đường hoa phượng tím quý vị. Nếu từ đây mà chúng ta đi ra ngoài phố tầm khoảng 8 cây số quý vị ha, 7-8 cây số, mình đi ngược vào cung đèo đèo này là vào đèo Sắc Com đó. Trước mặt của chúng ta sừng sừng là cái núi voi đó quý vị ha. Rồi, chúng ta đi thôi quý vị. Cái núi voi đó hồi trước mình cũng có leo lên một lần rồi, rất là cao luôn quý vị ạ. Đó, mùa này mà chúng ta cứ đi ra vùng ngoại ô bất cứ hướng nào cũng được hết quý vị, bất cứ hướng nào nó cũng đẹp hết trơn. Bữa giờ quý vị có thể thấy những cái clip mình làm mà đi ra vùng ngoại ô những cái hướng khác nhau đó, từ đèo Mimosa, đèo Pren, đèo Tà Nung đó. Bây giờ đi vào đèo Sắc Com, mai mốt đi vào hướng đằng kia suối vàng cũng rất là đẹp luôn. Bắt đầu từ tháng 11 trở đi đâu quý vị, chúng ta đi ra vùng ngoại ô thì quý vị sẽ thấy trăm hoa đua nở luôn, từ hoa dạ quỳ cho đến cỏ hồng đó. Đặc biệt quý vị có thể thấy là những cái vệ đường như thế này, hoa xuyến chi, hoa dài đó quý vị, nó mọc quá trời quá đất luôn ha, rất là đẹp. Hồ Tuyền Lâm phải nói nước rất là trong xanh luôn. Ở dưới này nước sạch lắm quý vị, nước sạch hơn hồ Xuân Hương rất là nhiều. Tại vì ở dưới này thì cái nước thải sinh hoạt nó ra nó ít đó quý vị, nó xa khu dân cư đó. Chủ yếu là nước rừng, nước suối, nước mạch, nước ngầm đó, nó chảy ra đây, nước mưa đó quý vị. Không biết những cái khu resort này nó có, người ta có xả thải ra ngoài Hồ Tuyền Lâm này không, chứ ngày xưa mà chưa có khu resort đâu á thì cái hồ này phải nói cực kỳ sạch luôn. Cung đường này cũng rất là tuyệt vời luôn quý vị, nó uốn lượn quanh co men theo những cái triền núi, và vào trong này phải nói rất là thiên nhiên luôn, rừng núi phải nói bao la luôn quý vị ạ. Rồi vào tới ngã ba này, chúng ta sẽ rẽ trái để đi vào đèo Sắc Com quý vị ha. Rẽ phải là chúng ta sẽ đi vào khu du lịch Đá Tiên. Trong này cũng có rất là nhiều những cái khu resort. Bên này hoa mai anh đào người ta trồng quá trời luôn này. Đó. Thì cung đèo Sắc Com này nó cũng không có lạ lầm gì nữa. Mình cũng có làm nhiều cái video ở cái cung đèo này rồi. Đây là một trong những tuyến đường cửa ngõ để đi vào thành phố Đà Lạt đó quý vị. Nếu như mà quý vị đi từ hướng quốc lộ 20 từ dưới những cái tỉnh thành miền Tây, miền Đông Nam Bộ lên thành phố Đà Lạt bằng ô tô đó nha, bằng các phương tiện cá nhân, chúng ta có thể di chuyển vào cung đèo này để đi lên thành phố Đà Lạt để trải nghiệm luôn đó. Lâu lâu đi vào nó cũng rất là tuyệt vời luôn quý vị.
Bây giờ quý vị có thể thấy những cái cây thông non đó, phần thì người ta trồng mà phần chủ yếu là những cái hạt thông nó rụng xuống đó quý vị, và những cái cây thông nó lên rất là nhiều luôn này. Đó, ngoài một cái tuyến đường này quý vị có thể thấy là ngập tràn thông luôn. Ở thông Đà Lạt còn nhiều lắm quý vị ha. Đó, những cái cây thông non này mai mốt vài năm nữa thôi. Thông này là thông mọc tự nhiên đó quý vị, mình nghĩ những cái hạt thông nó rụng xuống đó, và nó lên nó bị ha, rất là nhiều. Cung đường này cũng khá là vắng xe cộ đi lại, chủ yếu là đèo Prenn, người ta đi đèo Prenn nhiều, rất là tấp nập ở ngoài đó. Còn trong này thì lác đác lâu lâu có xe máy, xe tải đó. Đây là mặt trên của hệ thống núi Voi đó quý vị. Đó, núi Voi nó từ đây nó kéo dài về dưới Định An, dưới được trồng dưới cao tốc Liên Khương đó. Nhà anh Đoàn Quý Lâm là nó nằm đâu ở cái trên núi Voi này, nhưng mà mặt dưới quý vị, mặt hướng ra cao tốc Liên Khương ha. Địa phận ở dưới này nó cũng thuộc xã Hiệp An của huyện Đức Trọng đó quý vị. Đó, cái núi Voi này nó kéo dài từ trên hồ Trường Lâm kéo dài về dưới đường cao tốc Liên Khương luôn quý vị ha. Cái mình với cái đuôi là nó nằm ở trên khu vực hồ Trường Lâm này, còn cái đầu nó nằm ở dưới đường cao tốc á. Nếu chúng ta ở dưới thác Prenn mà nhìn lên là thấy y chang cái đầu Voi luôn. Còn bên kia có một cái bản làng, đó là bản làng Darawa của bà con đồng bào người Cờ Ho đó quý vị. Đó, nằm nhấp nhô nhô ở bên triền núi đó. Bản làng rất là đẹp luôn, nằm vị trí phải nói vô cùng đẹp và vô cùng đắc địa. Bản làng Darawa này có hai bản, một bản ở dưới Phinom đó quý vị, dưới Phinom cách đây tầm khoảng mười mấy cây số đó quý vị. Trên này có một bản nữa đó, hai bản này là anh em đó. Bây giờ mình ghé qua cái bản làng bên đó một chút quý vị ha. Hồi trước mình có vào rồi, bây giờ vào lại đi. Mình cho đây là một cái bản làng phải nói đẹp nhất thành phố Đà Lạt. Tại vì nằm vị trí vô cùng đẹp, vô cùng đặc địa. Đây là một cái bản làng do nó nằm vị trí đắc địa, vị trí đẹp, cho nên gì cũng thuộc dạng quản lý khá là chặt chẽ của bên nhà nước. Việc xây dựng ở khu vực này phải nói vô cùng khó khăn đó quý vị. Nhà cửa ở đây là nó phải giữ nguyên hiện trạng ha. Người ta đếm nhà như thế nào là y chang, phải y chang như thế đó, không có xây dựng nhà kiên cố quý vị, chủ yếu là nhà gỗ ha. Đó, đa số là nhà gỗ quý vị, nhà gỗ, nhà tiền chế thôi. Đó, những căn nhà nhỏ nhỏ như vậy thôi quý vị ha. Nếu hư hại thì sửa sang thôi chứ không có nhà xây luôn quý vị. Con đường này cái quý vị ha. Đây là đi lên bản làng đây. Đó, bản làng của bà con đồng bào đây ha.
nhà này phải nói, những căn nhà này phải nói có cái view tuyệt đỉnh luôn quý vị, view đẹp lắm, quá đẹp ha. Bà con chỉ là nhà, những căn nhà đơn sơ như thế này thôi quý vị. Đó. Toàn nhà phổ thông ha. Nhưng mà rất là đẹp. Phải nói vô cùng tuyệt vời. Căn nhà mơ ước của hàng triệu người đó quý vị. Quý vị có thấy nó giống như là những khu vực ở miền núi Tây Bắc luôn ha. Đường đi này vòng vòng vèo vèo lên đỉnh núi luôn quý vị ha. Bà con trồng hoa quá trời luôn. Ở khu vực này người ta trồng rau, súp lơ và trồng cà phê đó quý vị. Cà phê ha. Đó, có nhà sàn nữa nè. Nhà đẹp quá. Đó. Trồng rất là nhiều hoa luôn quý vị. Không biết khu vực này là khu vực gì mà người ta đổ đá với lại tàu tiểu cảnh ở trong hoa hoài quá trời luôn. Nhưng vì khu vực này là cái mảnh đất của một cái ông chủ nào đó mua lại định làm cái gì đó, nhưng mà chắc có lẽ do thanh tra bên bộ xây dựng vào đó, thanh tra chính phủ vào cho nên chi cái này ngưng lại đó. Và hiện tại hiện trạng nó để nguyên như thế này, đẹp, trồng hoa hoa đẹp không trời. Một bản làng vô cùng tuyệt vời, nhìn ra núi đồi trập trùng bao la. Đó, bản gia làng nó kéo dài từ trên này xuống dưới kia luôn quý vị kìa. Nó lấp ló dưới kia cũng có nhà bà con dưới ha. Hay là mình chạy băng qua bên kia một cái đi quý vị. Băng xuống cái bản làng ở bên dưới một cái đi ha. Khám phá một chút. Ồ, cái này mà vào buổi chiều mùa mà có hoàng hôn á thì phải nói vô cùng tuyệt vời luôn. Những anh đồng bào rất là thân thiện luôn. Khu vực này là đất của ai mà họ tạo nên những cái tiểu cảnh rất đẹp. Trời ơi, một bản làng đẹp quá quý vị ơi. Không thể nào tưởng tượng được luôn. Đó, nhà bà con dưới. Mình sẽ chạy xuống dưới kia thêm xem thử. Mùa này là mùa cà phê, chuẩn bị vào mùa cà phê rồi, tháng 11, 12 là người ta sẽ hái cà phê rồi quý vị. Thế cà phê có trái chín bói rồi đó. Nhà cửa ở mình, giữa miền Sơn Cước. Rất là thích những căn nhà như thế này luôn. Nếu những ai mà bỏ phố về rừng thích ở trong những cái căn nhà như thế này lắm, thích ở trong một cái cộng đồng buôn làng đó, một cộng đồng của riêng người bỏ phố về rừng ha. Nếu mà họ lập được một ngôi làng như thế này phải nói rất là tuyệt vời. Chạy xuống cái con hẻm bên kia đi, sẽ
xem thử con hẻm bên kia nó sẽ nối đi vào đâu. Đây người ta cũng có bán quán xá đó. Thấy bà con đi làm đồng vui. Bà con đồng bào vui mang một cái vui đi làm đồng ở gần sát nách thành phố Đà Lạt, nhưng cảm giác rất là bình yên luôn quý vị. Trời ơi, hoa xinh chi rồi hoa tùm lum hết, màu trắng, màu tím, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, mọc xen kẽ. Giờ những cái luống rau như thế này quá đẹp luôn. Rồi đi xuống như này một chút quý vị. Hôm nay buổi sáng sáng sớm chế cà phê, chế nước trà ra ngồi ngắm cảnh ha, đúng khung cảnh thần tiên luôn á. Đường đá quý vị khá là khó đi và dốc nữa. Bà con trồng cà chua, cà phê, đậu ô ve, đó, mặt ngô, đủ thứ cây trồng hết quý vị. Hiện tại bây giờ bà con đóng cửa đi làm hết rồi, đi làm vườn, làm rẫy hết rồi quý vị. Từ đây mà lên trung tâm thành phố Đà Lạt tầm khoảng 10 cái số vậy ha. Wow, người ta nuôi chó qua trời luôn, không biết nó có vắng không. Chó của bà con đồng bào phải nói là rất là hiền, có sủa chơi chơi vậy thôi, nó không có dí. Con nuôi bò nữa quý vị. Bò gặp những con bò nào mới đẻ đó quý vị, nó cũng dữ lắm ấy. Ai mặc áo đỏ nó sẽ dí đó quý vị ha. Ngày xưa mình đi chăn bò mình biết mà. Đó, chú bò này, chú bò cái. Đó, có những cái căn nhà gỗ rất là sập sệ luôn, không biết có người ở hay là như người ta chỉ có dừng tạm như vậy thôi. Bên kia là khu dự án gì đó quý vị, người ta mở đường mở xá vô cùng lúng ở trong đó kìa. Vào đây là không biết nó có dẫn đi đâu. Băng qua bên kia được không? Đường khá là khó đi quý vị, đá lởm chởm. Úi giời, rất là khó đi luôn. Bản làng giữa miền sơn cước luôn quý vị. Ở trên kia là đèo Sa Com, nó chạy vòng 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 trên đó đó quý vị ha. Trời ơi, thôi mình đi xuống tiếp quý vị ha.
bản làng này cũng khá là rộng quý vị ha. Nó kéo dài từ đồi bên kia qua đồi bên này luôn. Rồi hôm nay mình cũng dẫn quý vị đi vào khám phá một cái bản làng nằm vùng ven của thành phố Đà Lạt. Bản làng này chỉ cách thành phố Đà Lạt tầm khoảng hơn 10 cây số thôi quý vị, nằm ở ngay cái đèo Sa Com ha, một vị trí vô cùng đẹp, vô cùng đặc địa, nằm ngay bên đỉnh núi Voi đó, bên trên núi Voi quý vị. Hồi trước mình cũng có làm một cái clip ở đây rồi nhưng mà vẫn chưa đi sâu vào, chưa khám phá hết. Hôm nay mình quay vào lại. Rồi, cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi quý vị. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống.